tàu ra là Trường Sa vào Tết. Những chậu quất, cành đào, cành mai mang mùa xuân về với biển đảo. Nồi bánh chưng đủ vị, thịt mỡ, dưa hành, lá dong đều được gửi tới đất liền. Được nhân dân cả nước tạo điều kiện quan tâm cả vật chất lẫn tinh thần đến cuộc sống của cán bộ chiến sĩ càng ngày càng đầy đủ. Những chuyến tàu mang Tết về cũng làm ấm lòng người dân đảo. Trường Sa không xa, Trường Sa đã gần hết với đất liền trong cái sự tình thương, đoàn kết, sự gắn bó mật thiết giữa tình quân dân trên đảo, đặc biệt là cái sự tương trợ, giúp đỡ nhau. Tại nơi đảo chìm, diện tích chật hẹp, không tổ chức được nhiều hoạt động vui xuân như tại đảo nổi. Thế nhưng những buổi sinh hoạt định kỳ vẫn rất vui và đặc biệt sôi động trong những ngày cuối năm. Những người lính đảo cùng nhau chia sẻ quà Tết, trò chuyện, đàn hát. Có người đã quen với việc đón Tết ngoài đảo, nhưng cũng có những chiến sĩ lần đầu xa gia đình, đơn vị mới, vùng đất mới. Lần đầu tiên ăn Tết tại quần đảo Trường Sa, bản thân tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi được cùng với các em chiến sĩ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tết trên đảo Trường Sa không những có những tình cảm của các đồng chí đồng đội thương yêu, mà cái tình cảm đó nó được tăng lên gấp đôi, đó là có sự động viên của gia đình. Bản thân tôi luôn xác định tốt mọi nhiệm vụ được giao, an tâm tư tưởng công tác. Nghĩa tình đất liền và biển đảo, nghĩa tình quân và dân gắn bó. Tết Trường Sa không chỉ đủ đầy, ấm áp mà còn đặc biệt với những người lính đảo. Đó là trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, giữ vững vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc để đồng bào cả nước đón Tết, vui xuân.